Anh Dũng. Mày à? Anh Dũng, anh làm cái gì vậy? Mô tả ra. Giết nó cho tao. Không sao, hóa ra chỉ là mơ. À, tìm chết à? Không thể nào. Natcha, mày không thoát được đâu. Mày, mau lấy mắt nó đi. Anh Trung và em là cứu. Mày giết nó cho tao. Mày chết đi. Chết đi. Không thể nào, không thể nào mơ cùng một giấc mơ như vậy được. Anh Trung, 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 cậu làm sao ấy? Đậu đậu, cậu có thấy anh Trung đâu không? Không, tớ biết làm sao được, tớ vừa mới sang đây mà. Bình thường anh Trung hay đi với cậu lắm mà, sao giờ không thấy đâu nữa? Cậu thử gọi cho anh Trung xem. Để tớ gọi. Chú không nghe máy. Chết rồi. Mà đậu đậu này, tớ vừa mơ một giấc mơ kỳ lạ lắm. Sao thế? Cậu mơ thấy gì ạ? Tớ mơ thấy anh Trung trở thành tay sai của một phù thủy, là còn đánh tớ nữa. Chắc là cậu mơ nhảm nhí thôi, chứ làm gì có chuyện đấy. Không phải, điều kỳ lạ là tớ mơ hai lần cùng một giấc mơ ấy. Khi tỉnh dậy thì tớ không thấy anh Trung đâu nữa, nên tớ mới lo lắng. Thế bây giờ phải làm thế nào? Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất. Cái gì? Vào giấc mơ của tớ để xác thực xem anh Trung có phải bị một phù thủy bắt đi hay không. Vậy thì chúng ta đi thôi. Đâu đâu, cô nhìn kìa. Phù thủy, anh Trung. Mày gọi thêm người đến đây à? Tao không phải anh Trung mày. Cậu nhìn xem có phải anh Trung không? Giống lắm, nhưng mà ông ấy bảo không phải. Lần này chúng mày đừng hòng thoát ra khỏi đây. Các người. Phù thủy, bà định làm gì ta? Bà. À Tiêu, cô hại tớ rồi. Làm sao mà thoát ra bây giờ? Nả tớ ra. Tao sẽ nhốt chúng mày ở đây vĩnh viễn. Tao bị ngáo, số đỏ rồi đấy. Đang tay mình để thua, cay thật. Ôi hai cái đứa này làm cái trò gì đấy? Rủ nhau luyện công à? À Tiêu, đúng không? Đúng không? Cái bọn này nhỉ? Chúng mày nhỉ với tao à? Sao tôi ngủ nhỉ? Sao vẫn chưa ngủ nhỉ? Quỳnh ơi! Anh chơi chưa? Cô tiễn một tay! Cô tiễn một tay!
Tao là ai à? Mày không cần biết. Mày là ai? Tao là em. Tao là anh của hai đứa nó đấy. Làm sao? Vậy thì mày sẽ phải chết. Ê, khoan. Làm gì mà nóng tính thế? Từ nói chuyện. Có chuyện gì? Trình bày đi. Thế thì mày không biết gì rồi. Mày thấy mày với tao có giống nhau không? Tao nghĩ mày là em trai tao đấy. Có mày em trai tao ấy. Có mày mặt mày non hơn đấy. Đúng rồi đấy. Mặt tao mà non á, có mặt mày non đấy. Chú mày xem mặt ai giả hơn? Anh. Đúng. Nhìn giả cả cú. Đúng, thấy chưa? Tao giả hơn, tao là anh mày. Đúng. Lão, tao là anh. Tao. Tao chứ. Anh chung, chung. Tao chứ. Tao. Mày tao. Anh chung. Tao chứ. Là tao. Anh chung. Tao. Cái gì? Đang cãi nhau. Mau cởi giáo cho em đã, không thì không thoát ra khỏi đây được đâu. Đang bọt mồm. Mày đợi tao nhá. Đi nhanh lên, nhanh lên về cạnh nhau. Cãi em đấy nhá. Anh nước. Sao? Mày xong rồi đúng không? Cãi nhau tiếp. Này á, tao tuyên bố cho mày, tao là anh mày. Cái gì? Mày nói gì? Mày nói là anh tao á? Cái thằng này. Mày. Để cái tao. Mày đâu rồi? Ra cãi nhau với tao. Ông rùa xuống đầu. Ra đây. Ra đây. Nhưng mà tao đấy, tao cứu chúng mày đấy. Mà này, chúng mày vui chơi của gì mà vào tận giấc mơ để chơi đấy? Thì bọn em có muốn đâu. Tại cái thằng ở trong giấc mơ ấy, nó giống anh quá. Nên là em phải vào, chứ không phải anh không chứ. Là làm cha sao mà tao được. Mà cái thằng khốn nạn đấy, tao mà gặp nó, tao sẽ như tưởng nó luôn. Nó dám giận anh tao, làm xấu mặt vào đây. Thôi, lại bắt đầu chân rõ rồi đấy. Còn chúng mày nhá, tao cứu chúng mày như thế, mà chúng mày chỉ cảm ơn là đâu. Cảm ơn, cảm ơn. Tao vẫn có tâm mà, không phải quan tảo à? Diễn à? Không sao, hóa ra chỉ là mơ. Chết. Diễn à? Không thể nào, không thể nằm mơ cùng một giấc mơ như vậy được. Diễn. Anh Trung. Cắt. Diễn này. Mày đâu rồi? Ra kêu nhau với tao. Ông rùa xuống đầu. Ra đây. Thằng hiền. Diễn này. Mày. Diễn này. Cắt này. Mặt mày non. Chú mày, nhìn mặt ai? Mặt mày non. Chú mày xem mặt ai giả hơn? Anh. Đúng. Nhìn giả cả cú. Đúng, thấy chưa? Tao giả hơn. Tao là anh mày. Đúng. Ok. Tao là anh mày. Cái gì? Mày nói gì? Mày nói là anh tao á? Cái thằng này. Mày. Mày. Để cái tao. Ok. Biến đi nhé. Over. Okay. Nào. Cắt. Đi chung đâu à? Không, tớ biết làm sao được, tớ vừa mới sang đây mà. Dưới đây. Căn này, thảo đang ngó này. Ta không bán nữa. Không, ông phải bán. Cháu muốn chơi thẻ quyết đấu đại dương. Của cháu. Của ta. Của cháu. Của ta. Của cháu. Của ta. Của cháu. Cậu góc này không đủ như mi nữa. Mà anh Trung ơi, sao mà anh mua nhiều bánh đấy? Mua về để ăn, mày có ăn không? Dạ có. Mà có phải tiền của tao đâu. Thế tiền của ai à? Tiền của Hà Tiêu đấy, nó nhờ tao đi mua. Thế bây giờ mấy anh em mình về đi ăn đi. Mày điên này, nó mua nhiều thế này, ngày tao ăn một hai hộp, nó không biết đâu. Vài cái chén đi. Đâu? Đi. Đi. Mày là vị tôm nướng à? Dạ vâng. Thế ăn đi, tao ăn vị rong biển. Vâng, mà anh ơi. Hả? Em ăn nhá. Ăn đi. Ăn thật nhá. Mày ăn không đưa cho tao. Anh chịu trách nhiệm nhá. Rồi, ăn đi. Nó nhiều.
Ui, thơm quá. Bọn nhóc này. Chiến xuất cầu, giới thiệu quyết đấu biên bản giới hạn trong mỗi hợp bánh. Trăng ngày 48 thẻ quyết đấu và 24 thẻ đặc biệt. Sưu tập ngay Merry Boy. Sao anh Trung với đội đội chưa về nhỉ? Hay là người ăn hết bánh của mình rồi? Không được, nếu mà như vậy thì mình phải đi tìm anh Trung mới được. Ngon nhỉ? Vâng. Này này, cái gì đấy? Thẻ đặc biệt anh ạ. Ngươi tôi mắc có xẻo. Mực Squid, siêu năng lực, công 255, thủ 170, thì chiêu cấp 2, phóng tiêu tập độc, làm tê liệt đối phương. Ghê. Alo Đậu, dạ. Mày xem trong hộp của mày có thẻ đặc biệt không? Để em xem. Không có cơ. Còn mày làm sao mà có được, phải nhân phẩm tốt chứ tao mới có được. Bọn nhóc này, sao nó lại có nhiều thẻ đặc biệt đến vậy chứ? Mà chủ nhân ơi, người muốn thẻ đặc biệt để làm gì vậy ạ? Chẳng để làm gì cả, ta chỉ thấy ngứa mắt thôi. Mà con nghe nói thẻ đại dương này đang hot lắm. Đi trên đường, bọn trẻ con suốt ngày nhắc đến trò này, nhức hết cả đầu. Đúng vậy, bình thường ta đã ghét bọn trẻ con rồi. Lần này bọn chúng còn săn được nhiều thẻ đặc biệt hơn ta nữa. Đã thế, ta sẽ lấy thẻ và bánh của chúng nó, cho chúng nó khỏi chơi nữa. Mà đưa ta xem thẻ thường nó như thế nào. Đã đây. Công 230, thủ 100. Người của tao, công 255, thủ 170, đập phát chết luôn. Anh ơi, hả? Anh cho em đi. Cho gì mà cho, mày đi mà mua bánh, mà săn thẻ à? Tao phải công nhận một điều với mày nè. Cái vị gì? Vị rong biển tuyết xanh ấy, ngon thật đấy. Hả? Cho em xin miếng. Ngon thật đấy. Nhưng mà cái vị tôm nướng của em cũng ngon không kém. Dạ, yeah, tao thử nào. Đấy. Ngon không? Ngon không? Ngon đấy. Này, còn một vị nữa. Vị gì? Yeah, BBQ. Test đi. Đi theo tao. Đi đâu ạ? Đi bắt bọn chúng. Thử xem nào. Ngon lắm anh ạ. Quá. Lạnh chứ nhở? Em thấy thế. Này, hay mình đi về đi. Thế còn bánh ạ? Để nhà ăn xong. Lạnh chứ nhở? Cô gái ngồi lên đi. Đi. Thôi đi về đi. Ở đâu không tốt đâu. Bánh cái tao đâu rồi? Bánh cái thẻ của em đâu? Phù thủy. Bọn danh con kia. Ta đã lấy hết thẻ và bánh của các ngươi rồi. Các ngươi khỏi chơi đi. Không được, mua thẻ cho ta. Đúng rồi. Ta đây. Bye bye. Phù thủy, ở đâu rồi? Mua thẻ bánh cho ta. Phù thủy. Ở đâu rồi? Sao lại có thẻ bài rơi ở đây nhỉ? Chỗ này là chỗ mà mình với anh Trung hay thi đấu thẻ bài mà. Bánh cá còn mới. Chắc chắn là anh Trung với Đậu Đậu vừa ngồi đây ăn bánh của mình rồi. Chứ hai người ấy đâu ấy nhở? Anh Trung! Đậu Đậu ơi! Anh Trung! Đậu Đậu! Anh cho ta! Nguội rồi! Mất rồi anh cho ta! Nguội! Các người thật là liều mạng. Dám đến tận đây để đòi bánh à? Đã thế, ta không cho các ngươi về luôn. Mày sao phải sợ? Này, tôi nói bộ biết nhá,
Tôi mà không đổ học bánh nhá, tôi vạ đây luôn. Tôi không về. Không về. Được. Đấy là do các người chọn đấy nhá. Ôi là Lương ơi, ra đây mà xem này. Có gì xấu xa, anh cầm bánh nó còn đánh tôi này. Ôi là Lương ơi. Ăn vạ à? Các người cứ gào khản cho các cổ cũng không ai nghe đâu. Mụ. Anh Dũng ơi. Không đi, đi mồm đi. Vô vị xấu xa, sao bạn lại trộm bánh của ta? Bình thường, ta đã rất ghét bọn trẻ con chúng mày rồi. Chủ nhân ta, ba đời đi phá bọn trẻ con, ngươi không biết à? Ta nghe nói, các ngươi chơi thẻ bài đại dương Marine Boy giỏi lắm phải không? Đã thế, ta sẽ thách đấu với các ngươi. Nếu chưa trong hai vòng, đập thẻ và đấu thẻ, các ngươi mà thắng ta, thì ta sẽ tải các ngươi về. Nếu thua, ta sẽ trâu ngược các ngươi lên cây. Anh Trung, đâu đâu? Anh Trung, tiếng của anh Trung về đâu đâu? Động phù thủy, lẽ nào hai người họ đã bị phù thủy bắt đi? Mày đã thua, chúng mày phải chịu hình phạt. Thật ra anh Trung, tôi đâu? Anh Tiêu. Có phải ngươi đến đây để cứu bọn chúng không? Bọn chúng chơi đấu thẻ bài đại dương với ta bị thua, bây giờ phải ở lại đây làm nô lệ mãi mãi cho ta. Mày đừng có học. Thì, tôi thả anh trai và bạn ta ra, nếu không thì đừng có trách. Để xem, bản lĩnh của người đến đâu. Hà Tiêu, cẩn thận. Thôi thì, ta quyết sẽ không để ngươi lập loạn nữa. Đừng nhiều lời. Hà Tiêu, Hà Tiêu, mày làm sao chứ? Tưởng ngươi mạnh như thế nào, hóa ra chỉ đến thế thôi à? Vô Thủy, vô thả ra ra. Danh con, ngươi không thắng nổi ta đâu. Chi bằng, hãy đấu một ván thẻ bài với ta. Thẻ bài Marine Boy. Nếu thắng, ta sẽ thả các ngươi ra. Được, đấu thì đấu. Hôm nay chắc chắn ngươi không thắng được ta đâu. Đừng nhiều lời nữa, bắt đầu đi. Mỗi người chơi tuyển chọn ra 24 thẻ bài mạnh nhất trong số thẻ bài mình sưu tập được để tham gia chơi. Bộ bài mạnh nhất là bộ bài cân bằng được cả 3 loại thẻ: thẻ tướng, thẻ vũ khí và thẻ phép. Mỗi người chơi sẽ có 300 điểm anh hùng, ai hết điểm trước, người đó thua. Hoặc ngay khi cả hai người chơi đã đánh hết bài, ai thấp điểm hơn người đó thua. Lượt đầu tiên mỗi bên xào 24 lá, tiếp theo đó tự chia cho mình 6 lá để trên bàn. Tuy nhiên, phải để ý xem mình có thẻ tướng không nha. Nếu không có, phải xào lại và bị trừ điểm sống ngay. 18 lá bài còn lại úp riêng bên cạnh để bốc vào lượt tiếp theo. 6 lá vừa chọn, lấy ra một thẻ tướng và tối đa 2 thẻ hỗ trợ xuống sàn đấu. Tất cả thẻ úp lại để đối phương không nhìn thấy. Mỗi người chơi sẽ chọn tấn công hay phòng thủ. Sau đó, cả hai lật bài cộng với thẻ hỗ trợ sẽ ra điểm số ngay. Tất nhiên ai điểm thấp hơn thì sẽ bị điểm số cao hơn trừ. Số chênh lệch đó sẽ bị trừ vào điểm anh hùng. Tiếp tục như vậy cho đến khi hết điểm anh hùng hoặc hết thẻ để rút thì sẽ phân định thắng thua. Nhưng nên nhớ, thẻ đã dùng thì không được sử dụng lại. Lượt đầu tiên, ta sẽ triệu hồi cá mập Sako, sức tấn công 220. Đúng là ngựa non háo đá. Lượt này ta sẽ triệu hồi Quy Lão Toto, sức phòng thủ 230. Vậy thì lượt đi thứ hai này ta sẽ sử dụng thẻ phép công độc dược, hy sinh 20 điểm anh hùng để cộng 60 điểm công cho tướng. Bây giờ công của cá mập Sako đã lên đến 280 rồi. Vậy thì ta cũng sử dụng một thẻ phép giáp ngọc trai cộng 30 điểm thủ cho tướng. Bây giờ sức phòng thủ của ta đã lên 260 rồi. Thế từ lượt đi này, ngươi thua rồi. Vậy thì ngươi nhầm rồi. Trong lượt này, ngươi hơn ta 20 điểm, nhưng ngươi lại bị trừ 20 điểm anh hùng. Vậy là số điểm anh hùng của ngươi và ta bằng nhau. Nhưng ngươi không biết,
thẻ giáp ngọc trai của ta này có một chức năng phụ khác. Đó là nếu sau thẻ bài thua, ta sẽ được gọi 20 điểm anh hùng. Quý lão tổ tổ, hãy lấy bài cao và săn vô đi. Bạn đừng vội mừng, mau bốc bài để chơi tiếp lượt 2 đi. Được rồi. Ở lượt đi này, ta sẽ tiếp tục tấn công bằng một thẻ đặc biệt, triệu hồi cái heo Dopey với lực tấn công 275. Vậy thì ta cũng sẽ tấn công ngươi bằng một thẻ đặc biệt, triệu hồi sứa Jelly, sức tấn công 255. Sức tấn công 255 và đòi đấu lại với cái heo Dopey của ta. Lần này, ta tiếp tục sử dụng thẻ đặc biệt, thẻ vũ khí Tiên Kiếm Va Lê. Vô hiệu hóa thẻ vũ khí của đối phương, áp dụng cho cả thẻ đặc biệt. Không, không thể nào, ngươi kiếm được ra thẻ hiếm như vậy. Ta có rất nhiều thẻ hiếm nữa cơ, bà chưa biết đâu. Mau lật bài đi. Đừng vội mừng, ta sẽ sử dụng một thẻ phép sấm sét biển khơi, thì thẻ vũ khí của đối phương. Mày cười cái gì? Bà đọc lại đi, thẻ phép của bà không áp dụng cho thẻ đặc biệt của tôi. Không thể nào. Cái heo đúng bị, hãy tiêu diệt sứa Jelly đi. Còn một lượt nữa thôi, tôi sẽ tiêu diệt bà. Danh con, đừng nói nhiều nữa, mau đánh đi. Lần này ta tiếp tục sử dụng thẻ đặc biệt triệu hồi Quỷ Lão Toto với sức tấn công 270. Sao lúc nào ngươi cũng thích tấn công vậy? Bởi vì ta là Nacha, không bao giờ lùi bước. Vậy thì lần này ta cũng sẽ sử dụng một thẻ đặc biệt triệu hồi mực Squid, sức tấn công 255. Đống thẻ của bà chỉ có vậy thôi sao? Lần này ta sẽ sử dụng thẻ vũ khí thì kiếm Katana, cộng 75 công cho tướng, đồng thời vô hiệu hóa các thẻ cộng điểm thú của bà, áp dụng cho cả thẻ đặc biệt. Không thể nào, ta không thể thua như thế được. Tôi đoán bây giờ bà chỉ còn một thẻ phép bình thường, không thể thắng lại tôi đâu. Mau đầu hàng đi. Không, không. Quỷ Lão Toto, hãy mau tiêu diệt bọn chúng đi. Vẫn còn một vòng nữa, ta sẽ không thua được đâu. Vòng này ta sẽ đấu với bà. Anh Trung, thể hiện tài đập thẻ của anh đi. Đừng nói nhiều nữa, đấu đi. Vòng này mỗi người chọn ra 10 thẻ để đập. Chấp bà đi trước. Được. Giờ đến được tôi. Quăng cái bài của bà vào. Anh Trung, thể hiện đi. Nhìn đây này. Bạn thấy không? Không võ công 2 tuần nay anh luyện đập thẻ. Là vợ cái tầm. Đúng rồi. Không thể nào, không thể thua như thế được. Mà thua rồi, mà thả tôi ra đi. Đúng đúng đấy. Được. Nhưng trước khi thả các người, ta có một câu hỏi. Mà đi nâng giọng à? Anh bình tĩnh, bà hỏi đi. Sao các người lại có nhiều thẻ đặc biệt đến vậy? Ta săn mãi mà không được bao nhiêu. À, tưởng gì, cái đấy là bọn tôi đổi thẻ cho nhau đấy. Đổi thẻ cho nhau á? Là sao? Người giới, cái nào trùng ấy thì mình đổi cho nhau. Mà bà có thẻ nào trùng không? Để bọn tôi đổi cho. Thế á? Vậy các người hay đổi cho ta đi. Thế bà có thẻ gì trùng? À, ta có 2 thẻ cá voi Wally. Thế bà đã có thẻ sứa Jenny chưa? Ta chưa. Đấy, tôi đổi cho. Đổi đi. Đấy, có thêm thẻ rồi nhá. Thôi, tôi về đây. Được, khi nào các người có thẻ thừa, hãy đổi cho ta nhá. Được rồi, đổi cho có đủ cướp rồi nha. Được. À, anh Chu, con đâu đâu? Mày đi, cứu bạn ta đây. Nhanh lên, nhanh lên. Các bạn ơi, bây giờ mình hướng dẫn các bạn lấy thẻ ở trong mỗi hộp bánh nha. Thường thường ở trong mỗi hộp bánh sẽ có 2 thẻ. Đó là một thẻ tướng này và một thẻ hỗ trợ này. Đấy, các bạn nhìn xem, ở trong ngoài này sẽ có cái vân này. Đấy, mình có thể dùng kéo mình cắt ra nhá, hoặc là bạn nào khéo tay ấy thì có thể xé ra. Bây giờ mình sẽ dùng kéo để mình cắt ra cho các bạn nhá. Các bạn nhớ ấy, phải cắt thật khéo nhá, đừng để cho cắt vào trong nhá. Đó, mình được một thẻ rồi. Tiếp tục cắt thẻ còn lại. Đó, như vậy là mình đã có 2 thẻ bình thường rồi nha. Đây là một thẻ cá voi Wally và một thẻ đinh ba thủy thần, thẻ tướng này và thẻ hỗ trợ. Chúc các bạn thành công nha. Các bạn ơi, nhờ có những thẻ đặc biệt này mà chúng mình đã thắng một phù thủy đấy các bạn ạ. Các bạn hãy cùng nhau săn thật nhiều thẻ trong mỗi hộp bánh cá sinh nhật Mighty Boy nha. Và chưa hết đâu, tin vui cho các bé fan anime ở đây đã chứng minh trên thẻ bài có được chuyển thể thành bộ phim
hoạt hình đang rất hot hiện nay. Bộ phim biệt đội siêu hùng đại dương chiến đấu với 12 thủy thần. Được phát sóng vào 8 giờ tối thứ bảy, 2 tuần một lần trên kênh Orange World nha. Tập 4 đã phát sóng rồi đấy, các bạn hãy đón xem nha. À, mà tớ đã săn được rất nhiều thẻ đặc biệt rồi đây này. Các bạn đã săn được những thẻ đặc biệt nào rồi? Hãy comment ở bên dưới cho mình biết nha. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.